Zalo của em á, dạ. Thì anh thấy là mỗi khi mà em chụp hình á, nó rất là tự tin, gần như là không có lúc nào mà em giấu cái đôi tay em đi. Mùi mà non hương tống em, biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương em thật nhiều. À. Quẹo rồi. Em mang dép bằng giày có khó khăn không? Như là cái ngón đây chắc là ngón giống như ngón út vậy hả? Dạ, ngón út. Hơn 2.000 cái một ngày với cái tay như thế này vậy. Ôi trời, dễ đẹp nha. Wow. Phát. Mình sống cũng bình thường, mình làm được tất cả mọi chuyện. Vui vẻ trong cuộc sống thì tại sao mình phải tủi? Đưa tay đi nào, má bên nhau mà nhé. Đạt luôn giải nhất tân nhạc của công ty luôn. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn Phú và những thành viên đang chờ một nhân vật độc lạ xuất hiện. Đây là địa phận của huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Các bạn ráng một xíu nha, nhân vật đó đang tới. Dạ. Em đang đứng chỗ nào? Em đang đứng ở chỗ cầu Voi, quốc lộ 1A luôn nè. À, thấy rồi, bên kia đường. Bên kia đường hả? Xe của anh màu gì anh? Màu đen. Thấy rồi. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Hôm nay Phú muốn giới thiệu với các bạn một nhân vật hết sức đặc biệt. Đây là em Phát nha. Rồi. Dạ, chào tất cả mọi người ạ. Rồi, các bạn có nhìn thấy không? Phát đẹp trai không? Nhưng mà cái tay nhìn nó rất là đặc biệt. Rồi. Chỉ có một ngón thôi. Mỗi bàn chỉ có ngón thôi Phát. Dạ. Rồi. Trời ơi, kỳ lạ quá. Câu chuyện của Phát nó có những cái chi tiết rất là vui. Hôm nay Phú mời các bạn ghé thăm nơi ở của Phát nha. Từ đây mình tới chỗ em ở là bao xa? Dạ, khoảng 5 phút nữa tới anh. 5 phút hả? Dạ. Rồi bây giờ em đi từ chờ bọn anh tí nha. Rồi đi. Kính thưa các bạn, một chàng thanh niên trẻ có đôi bàn tay đặc biệt, có hai ngón thôi nhưng mà vẫn chạy xe máy bình thường nha các bạn ha. Trung chạy xe lên tí rồi đó, Phú quay sát cho coi nè. Quẹo rồi. Kính thưa các bạn, cái nơi mà Phát sinh sống là một cái khu vực giáp với ruộng lúa mênh mông như thế này. Bây giờ tụi Phú sẽ vào cái chỗ ở của Phát ha. Rồi đi. Đi từ đây đó, đứng lại té xuống luôn là tắm ruộng rồi đó. Ừ. Cái ruộng này mà đi ấy là mát đít lắm. Má quay. Má. Má thôi. Hồi sáng mà không khoảng rồi. Đừng bắn. Rồi, chào Phát nha. Đây là nhà trọ hay nhà mình? Dạ, em chào chị. À, nhà của em hả? Dạ. Ok. Oh. Đúng rồi. Nhà ngon lành quá ha. Dạ, chào chú. Cô chú. Dạ. Xin chào. Là ba mẹ của Phát hả? Dạ, ba mẹ của em. Dạ. Con chào ba. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. À, Phú giới thiệu với quý vị và các bạn nha. Đây là ba của em Phát này. À, đây là mẹ của em Phát. Dạ. À, chú cho hỏi, tức là từ khi mà sinh ra thì tay với chân của Phát là đặc biệt như vậy rồi. Dạ. Khi hồi sinh ra trong bụng mẹ nó tới năm mấy đó, rồi cái sinh ra là nó vậy luôn á. Dạ. Bên họ hàng hai bên nó có ai giống Phát không? Không, có ai mà có tật như lính tuổi đó. Dạ. Mà sao chị lúc không có mà sao thằng này ra cái nó bị vậy đó. À, không bầu có đi siêu âm. Lúc đó là đợt từ đó thì chưa có siêu âm. Dạ. Nhưng mà cái hồi mà mẹ nó mang thai là cái bầu thai bị hành quá đó, sợ tôi sợ là uống thuốc nam á. Tay á, tay nóng quá hay là sao có đó mình không biết. Và đẹp trai mà có phải yêu đời, có nghe nói là hát hay lắm không chú? Nó hát có bằng khen mà. Không phải hả? Dạ. Rồi mời các bạn, chúng ta ra ngoài đây ha, cái chỗ cái vườn gần nhà Phát này, chúng ta ngồi trò chuyện với Phát ha. Rồi cảm ơn cô chú ạ. Kính thưa các bạn, mặc dù tay chân của Phát thì không bình thường nhưng mà hồi nãy các bạn thấy rồi đó, Phát chạy xe máy rất là tốt. À, hay đây bây giờ đó, Phát sẽ đi qua một cái cầu giống như là cầu khỉ nhưng mà không phải là cầu khỉ nha. Thì Phát sẽ đi qua bên đây và chúng ta sẽ là ngồi trò chuyện bên góc bên kia. Rồi các bạn xem cái cách mà Phát đi nha, cũng thành thạo lắm. Em đi đi. Đó. Em làm mọi chuyện đi bình thường, có cái gì em làm được không? Dạ em làm mọi chuyện bình thường, sinh hoạt cá nhân đồ bình thường. Các bạn để ý cái chân của Phát nè. Mỗi bàn chân của Phát là nó chỉ có hai ngón thôi. Mà ngón này nó cũng không có thẳng nữa. Vậy rồi dạ. Em mang dép bằng giày có khó khăn không? Dạ, mang thì cũng bình thường nhưng mà cái hai cái chân của mình nó bị lòi theo cái dấu dài á. Cái dấu của cái chân mình á. À. Nó hiện ra ngoài phía ngoài dải của dài á. À vậy hả? Dạ. Rồi em mang đôi dép này xem thử coi. Dép của em này đó. Rồi. À như vậy. Mang giày tay có được không? Dạ giày tay không được. Bây giờ một lần nữa Phú mời các bạn xem nha cái đôi tay của Phát này.
rất là đặc biệt, như là cái ngón đây chắc là ngón giống như ngón út vậy hả? Dạ, ngón út. Vậy mà sao chạy xe máy nãy chạy hay thế đó. Lỡ mà như có chứng ngại vật gì trước em xử lý được không? Dạ được ạ. Nhưng mà chắc là không có bằng đúng không? Dạ không có bằng. Thôi ngồi đây đi. Kính thưa các bạn, một trong những nguyên nhân mà Phú chọn Phát đây trở thành nhân vật trong số quay hôm nay, bởi vì Phát ngoài cái hình thể đặc biệt ra, Phát còn sở hữu một cái giọng ca rất là hay nữa. Bây giờ là trong cái không gian lãng mạn như thế này, là Phú mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức một đoạn ca do Phát trình bày nha. Rồi em hát bài gì đây Tài? Bây giờ dạ, hát bài gì? Hương tóc mạ non ạ. Rồi, hát kiểu này mà lúa mà nó nghe em hát là nó lớn nhanh lắm á. Dạ. Nè nha, cho mượn micro nè. Dạ em xin trình bày với tất cả mọi người ca khúc được mang tên Hương tóc mạ non. Phát, để anh đưa cái dàn hợp xướng anh ba bạn ở đây phát tay của Phú nè. Đây. Dạ. Ôi nè em, mình là những cái lúa non đó. Ê, đây đây. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mạ non hương tống em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương em thật nhiều. Đường về hai thôn cánh xa, thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tôm em hương đậm đà. Dạ em xin trình bày bài hát về miền Tây đúng không ạ? Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp giữa lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng, trong mượt mà môi em. Tay chân của em như thế đó, thì mình có gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là cái việc học tập của em từ nhỏ thì như thế nào? Dạ, việc học của em thì lúc mới vô trường á, thì ban đầu thầy cô giáo thấy em vậy á, người ta giống như là người ta không có biết là em có học được hay không, cho nên là không biết như thế nào. Hồi đó là em học trường tiểu học Bình Bác, là có một cô giáo đó nhận em vào là học. Rồi trong quá trình học đó là tự em cầm viết, tự em tập viết, tự em luyện tập hết. Wow. Tại vì mình như thế này cô giáo cũng không có cách nào để mà kèm giúp em được hết á. Cho nên là em tự học luôn. Rồi em học tới lớp mấy luôn? Dạ em học tới cao đẳng. Wow. Dạ. Học cao đẳng rồi sao không chọn một cái nghề gì liên quan tới công dạ, việc? Dạ tại vì lúc đó là nhà em còn hơi khó khăn á. Cho nên là em học chỉ có một năm là em nghỉ. À dạ. Vậy. Rồi sau đó là chọn nghề may. Dạ. Hiện nay là em làm ở khu công nghiệp hay là làm ở đâu em? Dạ khu công nghiệp. Dạ em làm khu công nghiệp Long Hậu. Chắc mà khi mà nhận em công ty cũng người ta cũng rất là phân vân ha. Dạ. Nghề may là một cái nghề mà đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và những cái công việc kỹ năng liên quan tới tay nhiều á. Dạ. Nhưng mà em vẫn được nhận vào làm. Dạ. Nghe nói là làm tốt nữa hả? Dạ. Hồi lúc trước thì em làm bên công ty dài Trinh Lưu. À công ty dài. Dạ, rồi xong rồi em mới chuyển qua đây gần được một tháng rưỡi công ty may. À rồi mình học nghề may có khó không? Khi mà mình làm trên lưu á thì đa phần là an toàn nó rất là quan trọng. Cho nên là em chỉ lúc giờ nghỉ trưa em thấy người ta may á, rồi mình nhìn, mình nhìn theo mình học. Rồi mình lên máy mình may thử. Rồi tập bao lâu là may thành thạo? May cũng không có thường xuyên, chỉ may cái lúc nào mà giữa trưa thôi. Cho nên là may trong vòng cũng mấy tháng, mấy tháng em mới thành thạo. Ai là người trực tiếp mà liên hệ với kênh Độc Lạ Bình Dương để mời cái nhóm anh xuống đây? Dạ, tại vì em hâm mộ cái kênh Độc Lạ Bình Dương này lâu lắm rồi, nhưng mà em không dám chủ động nhắn tin, em thấy nó ngại ngại á. Cho nên là em có nói với chị làm chung ở trong công ty á, là em thích cái kênh này mà không biết sao rồi cái chị đó nói là thôi cứ nhắn tin lại đi không có gì hết. Anh có coi mấy cái tấm hình của em trên Zalo của em á. Dạ. Thì anh thấy là mỗi khi mà em chụp hình á nó rất là tự tin, gần như là không có lúc nào mà em giấu cái đôi tay em đi phua ra bình thường như một người bình thường như vậy. Anh rất là thích cái điều đó. Dạ. Anh nghĩ là trong cuộc sống hàng ngày em cũng luôn luôn tự tin và không có mặc cảm tự ti đúng không? Dạ. Hồi lúc đầu mới xin vô công ty á, em giấu hai cái tay không à. À. Em không dám cho người ta biết tại vì mình xin vô công ty của Trung Đài Loan nữa cho nên là mình không có dám mà phô trương ra sợ người ta không có nhận. À. Cho nên là em giấu tay luôn. À. Rồi khi mà tới lăn tay á thì người ta mới biết.
mới biết là em bị có tật. À, tức là em giấu là vì sợ là không được nhận vào làm chứ dạ. Không phải em giấu vì mặc cảm đúng không? Dạ dạ. Lúc lăn tay thì sao? Dạ. Lúc lăn tay thì người ta thấy em vậy thì người ta hỏi là em có làm được hay không? À. Em nói là em làm được hết. À. Dạ. Rồi xong người ta mới cầm hồ sơ của em, người ta đi hỏi xuống phòng nhân sự, người ta hỏi. À. Là sau đó người ta quyết định là chọn em vô. À, lúc là vào công ty bay á. Dạ. Ở bình thường trong cuộc sống thì em quan điểm như thế nào? Bởi vì anh thấy là nhiều bạn khuyết tật á, bạn sống cuộc sống nó rất là buồn, dạ. Rất là khép nép. Em suy nghĩ như thế nào mà anh thấy sống em sống rất là thoải mái? Dạ, hồi lúc trước thì cũng có suy nghĩ một số chuyện mà mình cảm thấy mình vậy mình hơi tuổi một chút xíu. Ừ. Nhưng mà càng ngày mình càng suy nghĩ là mình sống cũng bình thường, mình làm được tất cả mọi chuyện, vui vẻ trong cuộc sống. Ừ. Thì tại sao mình phải tuổi? Ừ. Cho nên là em cố gắng em vươn lên. Ừ. Anh thì gặp rất là nhiều những cái mảnh đời mà đặc biệt và hình thể như vậy. Anh thường hay gọi họ là những người đặc biệt hoặc là những người khác biệt chứ anh, dạ. Không bao, anh rất là hiếm khi dùng cái từ khuyết tật, hiểu không? Dạ. Anh muốn các bạn thay vì mặc cảm thì hãy tự hào về mình. Bởi vì ở thế giới này hàng tỷ người mà có những cái người mà giống như mình nó rất, dạ. Là hiếm hoi ha. Thì lấy cái đó là một cái niềm vui, niềm tự hào để mình sống thôi. Người ta nói là có tật có tài. Em cũng vậy, nhưng mà em hát rất là hay, đẹp trai rồi thạo mọi việc, đâu có gì đâu mà phải buồn. Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ để cho các bạn thấy được những kỹ năng của em Phát đây thì Phú mời các bạn trở về lại căn nhà của em Phát. Em có người yêu chưa? Dạ hiện tại chưa ạ. Vậy hả? Trong cái chuyện tình yêu thì một việc chọn bạn đời của em chắc là cũng như mọi người hay có gì? Dạ cũng hơi bấp bênh chút. Bấp bênh là nghĩa là dạ. Sao? Nó có thể nói được không? Có như là trên cái kênh Độc Lập Bình Dương á, những bạn nào mà chưa có bạn trai, chưa có bạn gái nhưng mà thổ lộ và có muốn thể hiện cái nhu cầu của cái mục tiêu tiêu chuẩn, dạ. Của người bạn đời mình như thế nào là thường được đáp ứng rất là ok đó. Anh dạ. Làm mai tốt lắm. Dạ. Thường em thì thích mẫu bạn gái ấm ấm cao cao, tóc dài. Wow, truyền thống hả? Dạ. Cỡ như Úc và chắc là Trung Quốc rồi. Từ xưa giờ mình đã thực sự yêu ai chưa? Dạ có yêu, nhưng mà chủ yếu là em yêu đơn phương nhiều. À. Dạ. Còn mối tình chính thức thì chưa có. Dạ. À, vậy nha các bạn, trên kênh Độc Lạ Bình Dương, nếu mà có cô nào ốm ốm tóc dài mà đang độc thân thì cứ liên hệ Phát ha. À, số điện thoại của Phát cuối clip này Phú sẽ chạy lại. Các bạn nhớ theo dõi đến cuối clip ha. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi cho nên cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ bước đi. Biết là tiêu chuẩn rồi nhưng mà kệ, mình cứ hát sao nhé, sao mình đổi ý sao. Đổi ý là mập lùn và ta tóc ngắn. Yêu đơn phương đau lắm mày ơi. Đấy mà cũng không phải là đành lòng đau bước chân ra rời rồi. Đưa tay đây nào, má bên nhau và nhé. À, Phát là may giỏi lắm hả cô? Dạ, may giỏi lắm. Nhà nó may, nó giỏi hơn cô nữa. May lẹ lắm. Nó mẹ may chậm quá, con may để con may cho. Mẹ may chậm quá, nó may lẹ lắm. Anh không thể tưởng tượng được là ban đầu em học cái nghề may này như thế nào với hai cái tay như vậy. Dạ, ban đầu học thì em học rất là khó khăn luôn. À. Là mình học chỉ học giữa trưa thôi chứ không có được học giờ chính thức. Ừ. Tại vì an toàn kiểm tra rất là gắt gao cho nên là em chỉ may giờ trưa thôi, tự mình tập thôi. Ừ. Ở nhà là cái máy may này là mình may đồ cho người ta hay sao? Không có may giỏ. May gia công đúng không cô? Ừ, may gia công. Con kéo rồi. Để vậy sao con thấy được. Dạ. Các em lấy chỗ chị. Ừ. Đây em học. Đi ra cho hết chơi đi con. Ừ. Nhìn rất thạo. Sỏ kim. À, các bạn đang thấy là Phát sỏ kim bằng hai bàn tay. Cái này là bàn đạp của nó thì đâu có đạp chân đúng không em? Dạ đạp chân anh. Đạp chân. Dạ. Bàn đạp bằng motor đúng không? Dạ. Cái đây là cái gì? Cái hông vỏ mình may á anh. Hông vỏ. Dạ. Bắt rồi. Đó là ống chứa rồi. Bắt rồi. Thấy không? Thấy.
nhanh quá ha, mẹ ha. Rồi chăng là chỉ đạp phát vậy thôi vậy? Dạ. Nếu như làm hết công suất em một ngày em làm được bao nhiêu cái chi tiết như thế này? Dạ có thể may là một ngày khoảng 10 hoặc 10 mấy bó. Một bó là 200 cái. À dạ. Vậy là hơn dạ. 2.000 cái. Dạ. Hơn 2.000 cái một ngày với cái tay như thế này các bạn. Ồ hay quá các bạn, thấy không? Phát rất là thành thạo. Chỉ trong tích tắc thôi mà may xong luôn cái series như thế này. À, đây là những cái phần chi tiết nhỏ trong làm nên cái vỏ sách nha các bạn. Cái này là hàng của công ty đúng không? Dạ. Mình nhận về gia công. À, đây cái vỏ sách này như thế này. Đó. À. À là đang may cái hông là may cái chi tiết này. À, xong một cái vỏ sách. Ok là như thế này đó. Thí dụ mà đi bận ráo ở nhà nó chiều nó dĩa nấu cơm làm nó ăn như mẫu vợ vậy đó. Còn như gái vậy. Nó yên gái vậy đó. Yên gái luôn. À, nó làm nó đó. Dạ. Mà cô chú có trông mong em mới kiếm được người yêu để cưới không ạ? Trời ơi, chú cũng ham lắm nhưng mà chưa được á chứ. Dạ, trên kênh Độc Lập Bình Dương này mà ai mà lên mà nó muốn cưới vợ cưới chồng vậy là như là được ngay luôn. Được à. Được đó. Được cái gáo à. Chú giờ ham dâu lắm mà giờ không biết làm sao. Dạ dạ kiếm lúc rồi. Dạ để con giúp cho. Giúp được rồi chú mong ơn có đó thiệt. Ok. Rồi bây giờ em nấu ăn thử như thế nào coi mấy cô gái em mới nhìn mới thích chứ. Dạ. Đàn ông bây giờ mà nấu ăn được là một cái lợi thế. Rồi bây giờ làm một gói mì tôm đi. À. Quay ăn mì tôm không quay? Mì tôm quay. Ăn không xuống anh Phát làm cho một gói ăn này. Sao anh biết em thích ăn mì tôm? Thì nhìn cái mặt em là biết mà. Nhìn nguyên con gấu đỏ đó luôn. Đó. À, anh Phát đang chiếm mì tôm cho Huy ăn á. Trời ơi, cái tay vậy mà anh cắt ngọt sớt luôn. Cắt cái cây mọt luôn. Rồi, về cho mình chén đi. Chén nước sôi. Dạ, để em nấu nước sôi. Trời ơi, còn cần nước sôi, cái bình kìa. Hồi nãy anh thấy em hát hay quá, xưa giờ em có đi thi hát ở đâu không? Dạ có, em thi hát ở trên công ty của em á. À. Dạ, công ty Trinh Lưu. À. Dạ. Đạt gì, giải gì? Dạ, em được giải nhất. Wow, có giấy chứng nhận ở đây không? Dạ có ạ. À. Đâu. Này các bạn, đây là một trong những cái tờ giấy khen trong những cuộc thi ca hát của Phát này. Đây là giải nhì nha, còn Phát cùng cô đạt giải nhất nữa. Đây. Còn 8 nữa. Đó. Đây là giải nhì nè, đó. À, do công ty Trinh Lưu Việt Nam. Còn 8 nữa. Nè các bạn, đạt luôn giải nhất tân nhạc của công ty luôn. Công ty Trinh Lưu là 20 mấy ngàn nhân viên á anh. Em không có hút thuốc lá nhưng mà nhớ là nếu mà em cầm thử điếu thuốc này thì em cầm được không? À. Cầm một ngón á. Ơ! Rồi bỏ miệng á. Rồi đổi tay kia coi. Dạ tay kia em cầm cũng được. Được một tay hay. Dạ được một tay. Kính thưa các bạn, hồi nãy Phát nói là Phát một mình tự tập viết á, rồi học tới cao đẳng luôn. Thì bây giờ để xem thử Phát viết như thế nào ha. Viết bự lên nha. Dạ. Càng bự là càng mau cái vợ. Wow. Ôi trời chữ đẹp nha. Wow. Phát đang muốn chữ đẹp quá ha. Ừ. Trời ơi chữ này có vợ. Wow. Số điện thoại. Trời ơi không ngờ luôn đó. Trời. Số điện thoại của Phát là 0522 4677 2 218. Rồi wow. Cái đơn kiện nó ghi là Úc một đang muốn có chồng. Không ạ. Bớt đi. Để người ta cái show này của người ta thôi cũng xí xí. Rồi giờ con nét chữ nè. Sao đánh giá nét chữ này sao Úc? Chuẩn. Quá đẹp. Viết rất là nhanh thành thạo nha các bạn. Đẹp luôn. Phú không ngờ. Wow. Quyên rau không? Thì lấy đũa cho Huy nha.
đi lên, đi lên, đi lên mát. À, tao thôi, để để lấy quỳ. Nóng. Ồ, bưng cái tô này. Nóng. Nóng không? Ủa, dạ không có thôi. À, ăn là dùng hai tay luôn. Dạ. Dùng luôn hả anh? Hả? Dùng luôn. Không vậy đút trong quỳ trước đi. À, đút trong quỳ đi. À, đút trong quỳ đang đi. Quỳ đút. Đưa đưa cái miệng xuống quỳ. Không ạ. Bây giờ em dùng điện thoại em lấy như thế nào? Dạ. Oh, à. Oh. Diễn à. Oh. Oh, bìa đẹp quá. Trời ơi. Đâu, đâu, đâu cho coi mấy cái tấm hình đẹp trai coi. Đó. Ảo đúng không? Ngon lành. Ngon lành. Ngon. Cái này nhìn cảm xúc của ta. Cái này mà đưa lên mà thôi. Này là vậy. Nhưng mà à, đây là cái cách mà phát nhắn tin nha các bạn. Đó. Cái gì? Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu con xanh mà tim trắng lành. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây hòa nắng ươm đầy. Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chót vai. Hay quá. Kính thưa các bạn, bây giờ sẽ là cuộc thi lộn giới tắc. Cái này là công việc của Phát ở trong công ty đúng không? Dạ, lãnh về. Lãnh về. Dạ. À, bây giờ những chiếc giới như thế này nha các bạn, sẽ được hai thành viên là Út và Phát là sẽ thi bằng cách là mình lộn ngược lại như thế này. À, mỗi bạn là có 10 chiếc giới, ai mà lộn nhanh hơn hoàn tất 10 chiếc thì sẽ là người chiến thắng. Phú treo thưởng là cuộc thi này là 500 ngàn. À, ai thắng 500 ngàn nhé. Làm xong là mình để bên này nha. Rồi. Đây là tiền thưởng của Phú dành cho thí sinh thắng cuộc trong cái cuộc thi lộn vớ tắc này. Ở bên như nãy Phú nói có 10 cái, anh nào làm nhanh hơn thì anh đó thắng. Rồi, bắt đầu nè, hôm 1, 2, 3 nha. Các bạn đứng góc này hết, góc này đi, vỗ tay của Vũ, đứng hết góc này. 1, 2, 3, action. Trời ơi, làm vậy thôi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, Út ơi. Cố lên, Út ơi. Cố lên, Út ơi. Trời ơi. Út này. Nhưng mà coi nè, nhưng mà ổng quý vị này 11 cái rồi nha quý vị. Cái này 11 hả? Dạ. Coi này, cái này là đặc chuẩn chưa các bạn? Cái này là chuẩn chưa? Cái này đặc chuẩn chưa? Cái này chưa ra hết mà. Lọ nè, lọ, lọ. Đúng rồi, 10 nè. Đây là 10 nè. 10 cái này, đây là 10 dư cái nè. Lọ một cái không hợp lệ này. Hai cái không hợp lệ này. Đây nè, 3 cái rồi. Ba cái. Đâu, ba cái không hợp lệ. Này nè, anh này, coi anh này nè, đó, thấy chưa? Người ta làm chất lượng. Đó, trời. Cái này của Thành nè. À, cái này không hợp lệ, cái này không đến này. Đó. Phá hẳn rồi đó. Nè, ba. Ba cái. Rồi, thí sinh dành phần thưởng đây, món quà của kênh Độc Lạ Bình Dương. Dạ. Đây, nhằm cổ vũ tinh thần cho bạn Phát, đây là cái huy hiệu độc lạ của kênh Độc Lạ Bình Dương dành tặng cho bạn Phát ha. Chỉ những người đặc biệt mà biết cố gắng trong cuộc sống mới được tặng cái này thôi, huy hiệu ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chương trình ạ.
Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.